Chào toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình nha. Tiếp theo ngày hôm nay lên cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình này, cái bộ sản phẩm một cái bộ sản phẩm combo nhá, đầy đủ các cái chổi đánh rỉ rét này, đánh rỉ rét, đánh đánh riêu, đánh rong nhá, cực kỳ là ok luôn. Nó đầy đủ to nhỏ lớn bé gì có hết nhá, tròn vuông nhỏ bé gì cũng có. Thì ngày hôm nay em sẽ sell cái bộ combo trên này cho mình là với giá chỉ có 65.000 nhá, 65.000 một sản phẩm đấy, cực kỳ là ok luôn, 65.000 quý vị nhá. Rồi còn quý vị nào mà thường xuyên hay làm các cái chi tiết nhỏ này, mộc mỹ nghề này đấy, cần cắt cưa những cái chi tiết nhỏ thì em có cái mẫu lưỡi cưa này nhá, cưa dành cho máy khoan này đấy, kẹp vào mũi khoan, nói chung là 3 ly là 13 ly gì cũng được hết nhá. Nó có gồm có 5 lưỡi như này đấy, 5 lưỡi như này nhá. Đây là cái mô hình của nó nhá, mô hình của nó kẹp mà mình có thể cắt tùy ý nhà mình nhá, các cổ hay các cái nhựa các kiểu như vậy. Thì em sống sale với giá chỉ có 65.000 thôi, combo nha, 65.000. Và đặc biệt ngày hôm nay em sẽ sale cho mình một cái sản phẩm nữa, đây là một cái sản phẩm mỏ chì hàng đấy, hàng này hàng của Thái Lan, mỏ chì hàng. Con này thì có công suất là 60W, 60W quý nhá. Này và hôm nay công ty thanh lý giá lỗ vốn nên em ôm lô nhá, có giá cực kỳ rẻ cho quý vị bà con mặc mình thôi, thanh lý giá siêu rẻ nhá, 20.000 một cái thôi, với giá chỉ có 20.000, cực kỳ là rẻ, 20.000, ok chưa? Rồi quý anh chị em bà con mặc mình quan tâm thì alo nhá. Tiếp theo đấy là cái sản phẩm búa đóng này, búa đóng cao su quý vị nhá, búa đóng cao su cho em này, hai đầu nhá, búa đóng cao su hai đầu 30.000 một cái cho em nhá, 30.000 một cái này. Bộ lưỡi cưa lòng này, bộ lưỡi cưa lòng nhá, rất là nhiều lưỡi luôn, 75.000 cho em, 75.000. Rồi còn bác nào mà thường xuyên mở phe này, mở có 4 cái nhá, hai cái cong, hai cái cong và hai cái thẳng và hai cái mở ra, hai cái mở vào cho mình nhá. Rồi với giá chỉ có 155.000, 155.000 nhá. Và có nhiều bác này thường xuyên làm máy khoan ấy mà cần đỡ đầu bu lông để mở cho nhanh thì đây nhá. Đây là cái bộ chuyền từ mình kẹp này, lục giác này thì mình có thể chuyển từ bu lông 2 trong 1 cũng được nhá, 2 3 trong 1 cũng được, và đầu khoan kẹp và cũng được nhá, 10 ly 13 ly gì đều chơi tất được hết nhá. Và đây là cái đầu 1/2, đầu này là đầu 1/2 quý vị nhá, 1/2 này, đây là 1/2 rồi, và 1/2 1/4 và 3/4 cho em nhá. Rồi ba cái như này em sẽ thanh lý cho mình với giá chỉ có là 50.000 nhá, 50.000, ba cái 50.000 thôi quý vị nhá. Rồi hàng cực kỳ là rẻ cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình, đây một combo như vậy gồm có ba cái 50.000. Đấy, bác nào quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi kế tiếp cho mình nữa, đấy là cái bộ cái kìm kìm bấm nhá, kìm bấm chữ C, kìm bấm chết chữ C này, 120.000 cho em, 120.000 nhá. Rồi lên thanh lý cho mình cái bộ dây rửa xe nhá, dây rửa xe dài 20m, dài 20m quý vị nhá, dài cực kỳ là đã luôn đấy, dành cho máy rửa xe bằng điện nhá, dây chiều áp lực cao, em sẽ sell cho mình với giá 190.000 thôi. 190.000 một cuồng 20m cực kỳ là đã nhá. Rồi kế cho mình đấy là một cái sản phẩm, đấy là cái bộ mũi khoan nhá, bộ mũi khoan này gọi là mũi khoan cao cấp cho em, mình có thể khoan được tất cả nhá, khoan inox, khoan sắt thoải mái cho em này, đấy gồm có 18 mũi như này, gồm có 18 mũi quý vị nhá, rất là nhiều. Rồi sẽ sell cho mình với giá 130 nhá, 130.000 một cuồng như này. Đến tiếp là thanh lý cho mình một cái mẫu sản phẩm khoang bê tông. Một cái mẫu khoang bê tông của nó trong là hàng liên doanh. Hàng liên doanh Việt Nhật quý vị nhá. Liên doanh Việt Nhật 3 tông 3 chức năng, có hộp theo kèm đầy đủ, có tay cầm, có và đặc biệt tặng kèm 3 mũi khoang luôn. 3 mũi khoang 2 mũi độc nhá. Rồi, hàng cực kỳ là xịn sò và chất lượng. Và hôm nay em sẽ sell cho mình một cái giá là siêu rẻ luôn, 600.000 một con nhá. 600.000 thôi, với giá gì gọi 600.000. Nói chung thật các bác không thể nào ra quán mà mua được con này 600.000 đâu. Đấy, bộ ấy có đầy đủ phụ kiện như này. Hàng này, hàng cao cấp nhá, quý vị nhá. Rồi, về và đặc biệt cái mẫu này á thì nó là cái chân cắm này, nó là hàng đấy, cho nên cái chân cắm nó như này, mình về mình cắt đi nhá. Mình cắt mình nối lại cái phích cắm cho em. Đấy là sử dụng ok nhá. Đấy, tại vì đây là hàng nhập cho nên nó là chân cắm như này, cực kỳ là xịn sò luôn quý vị nhá. Hàng này là bao chất lượng, bao xịn sò cho quý vị bà con hoặc mình xài này nhé. Với giá chỉ có là 600.000 thôi. Đấy, 600.000 một con. Rồi, đến cho mình nữa, đây là một cái máy đa năng.
máy khoan, máy mài đa năng, gọi là máy gồm có nhiều chức năng nhá. Cái đầu này là đầu trông, đấy, đầu trông, và mình có thể lắp được cái phớt đánh bóng này, có thể lắp được đầu mài này, đấy, đầu cắt này, đấy, cắt gỗ, cắt sắt đầy đủ hết nhá. Đấy, còn muốn khoan thì lắp đầu khoan vào, khoan đầu 10 cho em nhá. Đầy đủ như này, phụ kiện như này. Em sẽ sale cho mình với giá chỉ có 450.000 nhá. 450.000 một sản phẩm. Đấy, hàng cực kỳ là ngon. Quý anh chị em bà con bạn mình quan tâm thì alo này. Và đây, lên cho mình nữa. Ngày hôm nay đi số lượng cực kỳ là nhiều luôn. Cái bộ dây dây dù nhá. Dây này là dây mình đeo cái gì cũng được, treo vọng hay là treo gì tùy ý nhá. Muốn làm gì thì làm, dài 20 mét cho em. Cực kỳ là đã luôn. Rồi, thanh lý với giá chỉ có 65.000 một cuồng nhá. 65.000 một cuồng thôi. Đấy, hàng cực kỳ là xin xò luôn, dây dù cao cấp cho quý vị bà con bạc mình dùng. Đấy, quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm đến mẫu nào thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình một cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là cái mẫu máy mài Drama, hàng Thái Lan quý vị nhá. Drama hàng Thái Lan cực kỳ là ok luôn. Đấy, do về nó thiếu một cái thông số là tem thông số kỹ thuật. Đấy, và bên nhà sản xuất bảo là con này là 780W nhá, 780W cho em này. Và đây nó thiếu cái thông số ở đây, cho nên ngày hôm nay em sẽ sale rẻ cho quý anh chị em bà con hoặc mình về dùng nhá, với là 270.000. Em sẽ tặng kèm theo một cái lưỡi cắt đá nhá, và một cái tô vít tăng giảm hai đầu như này. Hàng thì nó theo kèm đầy đủ nhá, tay cầm khóa mở lá trắng đầy đủ. Và bây giờ em sẽ đặt máy cái đường ngay ra, máy chạy cực kỳ là êm nhá, máy chạy cực kỳ êm. Đấy, eo em một tay, máy cài cực kỳ là êm ái nhá. Con này thì em bao công trình gia đình thoải mái. Đấy, cứ cài kéo thoải mái cho em nhá. Đây, anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá, với giá chỉ có 270.000. Em liên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình một cái mẫu sản phẩm thân bằng thân đèn quý vị nhé. Đây là cái mẫu thân đèn led này. Đấy, xài bằng chân pin phổ thông nhá, pin của máy khoan pin đấy. Đây là cái mẫu thân đèn này, quý vị nhìn thấy chưa, bao nhiêu cái bóng đèn đây. 8 này, 10, 16 cái nhé, 16 bóng đèn led siêu sáng như này. Thì cái màu này thì mình nhà mình ai, anh em nào mình có pin rồi ấy, xài chứng pin phổ thông nhá, thì mình mua về mình lắp, đấy, cấp điện sử dụng cực kỳ là sướng luôn nhá. Mình nói là siêu sáng luôn, đấy, cực kỳ là đã luôn cho quý bà con của mình. Đấy, mình về mình bóc lớp dầu bên ngoài ra là cực kỳ là sáng luôn nhá. Rồi, một thân này em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 120.000 thôi. 120.000 quý vị nhá. Rồi, bác nào còn có nhu cầu mà mua thêm pin thì để đây, có mẫu pin 15 cell em còn xả nốt cho quý vị anh chị em bà con và mình dùng nhá. Rồi, mẫu 230.000 một quả pin 15 cell nhá. Pin 15 cell có đèn báo pin luôn này. Ngon không? Rồi, hàng bao chất bao xịn sò cho quý anh chị em bà con và mình. Đấy, anh chị em bà con và mình quan tâm thì alo cho em nhá. Về số lượng bao nhiêu, về số lượng cực là nhiều luôn. Đấy, quý vị tha hồ thoải mái nhá. Cho nên cho toàn thể quý bà con và mình cái mẫu sản phẩm đèn thờ quý vị nhá. Đây là cái mẫu đèn thờ ấy, nhỏ nhắn xinh xắn luôn. Và đặc biệt là em này nó là xài pin tiểu nhá, pin tiểu hay pin R1 ấy, có công tắc, lúc nào mình dùng thì mình bật và không dùng thì mình tắt lên nhá, tắt cho em nhá. Rồi, cho hai quả pin vào đây là ok này. Và cái mẫu này thì nó cực kỳ là gọn nhẹ và siêu đẹp luôn. Thì khi mua mình, em sẽ tặng luôn cho mình một cặp pin nhá, một cặp pin cho em. Thì giá hôm nay em sẽ thanh lý với giá là 35.000. 35.000 một cây nhá, một cặp là 70.000. Quý vị bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tấn Phúc xin kính chào toàn thể quý vị bà con bác trên khắp mọi miền Tổ quốc nhé. Rồi, quay trở lại với Tấn Phúc ngày hôm nay. Tấn Phúc có lên cho mình một cái bộ sản phẩm nhé. Đây là cái mẫu sản phẩm Ron. Đây là cái Ron này là Ron chiều nhiệt quý vị nhé. Ron chiều nhiệt đấy, và chiều áp lực cao cho em nhé. Đấy, cực kỳ là ngon luôn, răng cao su cực kỳ là ok luôn. Nó dành cho tất cả các thiết bị trong gia đình, từ vòi nước này, nói chung là các thiết bị mà lắp mà còn cái đầu bít thì kín đấy. Đấy, hay là vòi xịt bình xịt gì đấy. Thì một bộ như này nó gồm có là 24 cự nhé, 24 loại như này, cự như này, loại như này. Và nó là gồm có 400 chi tiết nhé, 400 chi tiết nó nằm trong cái hộp này. Nó có mỗi sản phẩm nó có ghi rõ ràng là bao nhiêu bên đây nhá, số lượng bao nhiêu như này. Rồi, ngày hôm nay em sẽ sell cho mình một cái bộ sản phẩm như này với giá chỉ có là 80.000 thôi nhá. 80.000. Đấy, nó gồm có một hộp 400 đầu răng như này nhá, to nhỏ lớn gì cũng có hết. Đây, quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý bà con hoặc mình cái mẫu sản phẩm đèn pin nhá.
Đây là một cái mẫu đèn pin đầu loa có tay cầm nhá. Hàng này là phải nói rọi siêu xa và siêu sáng luôn. Phải nói chính xác là như vậy nhá. Có đèn báo pin này, có đèn báo pin luôn. Hay có ổ sạc theo kèm đầy đủ nhá. Dây sạc có dây sạc theo kèm đầy đủ quý vị ơi. Và mấy cái này là mình sạc bằng cụ sạc điện thoại nhà mình nhá. Rồi, hôm nay em sẽ thanh lý cái mẫu sản phẩm này với một cái giá nhá, vừa mua vừa tặng luôn, có mua có tặng luôn nhá. 95.000, 95.000 một cái sản phẩm. Nó một cái đèn pin mini. Đấy, một cái đèn pin mini nhỏ gọn đẹp xinh xắn như này nằm trong hộp, và một cái đèn pin đầu loa như này chỉ có giá là 95.000. Đấy, quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo nhá. Tuấn Phúc liên tiếp cho cả nhà mình một cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là một con máy chấn viền, đấy, máy tông đơ chấn viền nhá. Cạo râu, chấn viền, cắt tóc cực kỳ là ok luôn quý vị nhá. Đấy, cái mẫu pin này, mẫu máy này thì xài pin 18650 này. Pin này là pin sạc cho em là cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, bằng kim loại luôn quý vị nhá. Đấy, hình một hình con rồng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Đấy. Đây là cái lỗ cắm sạc này và công tắc sử dụng cho nó nhá. Công tắc sử dụng này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Rồi, máy thì bao khỏe rồi. Tắt nó nhưng mà cào râu, em cào râu thoải mái luôn nhá. Cho nên quý vị mình ấy, anh nào râu nhiều mua cái này về cực kỳ là tiền luôn. Cào trọc, chấn viền, cắt tóc, cào râu đều ok nhá. Rồi, hôm nay em sẽ sell cái mẫu này với giá chỉ có là 75.000 nhá. 75.000 một cái thôi. Đây, phụ kiện thì sell kèm thì nó là gồm có một cái một máy nhá, và có tặng kèm theo dây sạc này. Dây sạc này và cự nhá, cự để mình cắt. Hai cái cự để mình cắt tóc này. Ok chưa? Rồi, quý vị bà con các bạn mình quan tâm đến mẫu nào thì alo cho em nhá. Tuấn Phúc liên tiếp cho toàn thể quý bà con mình cái mẫu sản phẩm nhé. Đây là một nồi lẩu mini, một lẩu mini quý vị nhé. Có đèn báo này và cực kỳ có thấy chưa? Có đèn báo cho em này. Tắt mở, đây là công tắc tắt mở cho em nhé. Cực kỳ là ok rồi. Và cái mẫu sản phẩm này ấy, thì dành cho tầm 1-2 người ăn là ok nhé. 1-2 người ăn hoặc là nấu mì tôm là tuyệt vời luôn quý vị nhé. Đặc biệt là nó có một cái rễ hấp nữa nhé. Nó tặng kèm theo một cái rễ hấp này. Có dây điện, nói chung là theo kèm đầy đủ như này cho em. Đây, thì hôm nay em sẽ sell cái sản phẩm này với giá chỉ có là 95.000. 95.000 quý vị nhá. Có phụ chống dính nhé. Có phụ chống dính này. Đấy, nồi cực kỳ là đẹp luôn. Quý vị bà con mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em tiếp cho toàn thể quý vị bà con quạt mình ấy, một cái mẫu sản phẩm. Đấy là mũi khoan. Đây là cái dòng mũi khoan. Cái này khoan là khoan tường, khoan bê tông cho em. Mũi này là mũi hai cành nhá. Mũi hai cành cho em này, cực kỳ là ok luôn, là hợp kim đặt trước nhá. Rồi, xài cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. Cái mũi này ấy, mũi này đặc biệt thì mũi này mình là cái đầu kẹp nhá, dành cho máy khoan đầu 13 ly hoặc khoan pin. Về cái dòng đầu kẹp nhá. Đầu này là đầu tròn này, đầu bốn cành này mình sẽ kẹp cái đầu kẹp 13 ly thì mình khoan nhá. Thì ngày hôm nay trên kênh này sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình ấy với một cái giá quá hợp lý luôn nhá. 5.000 đồng một mũi thôi, chỉ có 5.000 đồng một mũi nhá. Rồi, quý vị quan tâm thì alo cho em nhá. Tuấn Phúc liên tiếp cho toàn thể quý bà con của bạc mình ấy một số dòng sản phẩm đồ điện gia dụng quý vị nhá. Đây, đầu tiên lên cho toàn thể quý bà con mình ấy cái mẫu sản phẩm bóng đèn led nhá. Đây là cái mẫu bóng đèn led để mình lắp bàn thờ này, bàn thờ ông địa này, này các kiểu nhá. Rồi, cái mẫu này thì nó là siêu tiết kiệm điện luôn, nó chỉ có 1W thôi quý vị nhá. Nó chỉ có 1W thôi. Cực kỳ là ok. Cho nên cái bóng này thì nó siêu bền rồi. Cho nên hôm nay á, em sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình về dùng nhá. 15.000 một cặp thôi. Đấy, với giá gọi là siêu rẻ luôn. 15.000 một cặp quý vị nhá. Tiếp là một cái sản phẩm là phích cắm nhá. Đây là những cái vật dụng gia đình rất chi là cần thiết này. Phích cắm 5.000 một cái thôi. Đây là cái mẫu này là mẫu thường quý vị nhá. Còn quý vị nào ấy muốn xài hàng cao cấp thì đây. Đây là cái mẫu siêu mẫu cao cấp cho em này. Đây là cái mẫu cao cấp nhá. Đây là cái mẫu này là chống cháy này, chống va đập bị vỡ này nhá. 10.000 một cái quý vị nhá, 10.000 một cái. Còn quý vị nào muốn xài mẫu như mẫu âm thì có âm luôn nhá. Âm em cũng có hai loại, một loại là 5.000 nhá. Một loại này 5.000 này, loại trắng thường, 5.000 cho em. Còn lại siêu xịn thì nó là 10.000 cho em nhá. Siêu xịn thì nó 10.000 cho em. Đấy, quý vị bà con của bạc mình thấy rẻ không? Rồi, kế tiếp là một cái bộ CB. Một cái CB 30A nhé, 30A để bảo vệ cho cái nguồn điện cho ngôi nhà của mình. Đấy, nó là CB chống giật, chống quá tải quý vị nhé. CB chống quá tải cho em này, một CB 30A. Rồi, mua một cái CB, em tặng kèm theo một cái ốp luôn nhé. Một ốp
mua một được một cho em với giá chỉ có 25.000. Đấy, 25.000 một sản phẩm như này nhá. 25.000. Rồi đến là cái bộ chia, đấy, một cái bộ chia. Chia này thì nó có 3 ổ cắm luôn. Đấy. Khi nhà mình ấy những cái ổ cắm nó có một cái ấy thì mình có thể mua cái bộ chia này về găm vào nhá và chia ra thành 3 ổ, hay 2 ổ hai bên này. Và bộ này là có thể găm được cái phích cắm mà 3 chân nhá. Đấy, găm được 3 chân. 20.000 nhá, giá chỉ có 20.000 thôi quý vị nhá. Giá phải nói là siêu rẻ luôn. Ok chưa? Rồi, một cái ổ cắm, đấy, một cái ổ cắm có luôn cả một cái automat như này. Gọi là CB ấy, có luôn một cái CB như này. Và đây là dòng này là dòng chống cháy quý vị nhá. Đây cái mặt này nó bằng sứ này, nó bằng sứ không phải bằng nhựa quý vị nhá, không phải bằng nhựa đâu. Đấy, hàng này là hàng cao cấp cho em này nhá. Rồi, hôm nay sale với giá chỉ có 75.000. 75.000 quá rẻ, quá đẹp, tuyệt vời luôn. Rồi, còn bác nào mà muốn xài nhiều hơn thì đây 6 ổ cắm cho em nhé, 6 ổ cắm có CB để bảo vệ cho luôn nhé. Muốn tắt thì tắt, muốn dùng thì dùng. 95.000 một ổ cho em, đấy, với giá 95.000 nhé. Rồi, đến lại một số màu về bóng đèn. Đấy, bóng đèn thì em có 3 màu bóng đèn. Đấy, bóng đèn 10W nhé, 10W thì bóng đèn LED 10W. Với giá chỉ có là 15.000 nhé. 15.000 một bóng 10W cho em này. Và 15W thì 25.000 nhé, 15W nó 25.000 cho em này. Ok chưa? Còn đây là một cái anh đài 50W cho em. Anh đài 50W với giá chỉ gọi 50.000. Đấy, 50.000. Ok chưa? Rồi. Còn quý vị nào mà có quan tâm đến những cái sản phẩm nào thì mình có thể tiếp tục xem các video quý vị nha. Em lên cho toàn thể quý bà con cô bác mình ấy một cái dòng sản phẩm đèn pin nhé. Đây là cái màu đèn pin cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn quý vị ơi. À nhá. Đây là cái màu chóa cực kỳ là to và sò cực kỳ là xa nhé, siêu sáng luôn. Và đặc biệt nó là có hai chế độ nhé. Đây, một cái chế độ là rọi xa cho em này, một chế độ rọi xa nhé. Đây là chế độ rọi xa này, phải nói là cực kỳ xa và sáng luôn này. Và chế độ thứ hai nữa là khi mình cấp điện mình xài với chiên rồng nhé. Rồi cái bóng led 100 bóng led trong này ấy, thì nó cực kỳ là sáng rồi nhé, nó cực kỳ là sáng cho quý vị luôn. Đã chưa? Đấy, nó hai chức năng như này là quá đạt luôn. Và đặc biệt là nó là có chế độ sạc bằng năng lượng mặt trời nhé, sạc bằng pin năng lượng mặt trời luôn, có tay cầm luôn, đấy, cực kỳ là hay luôn nhá. Rồi và nếu như mình không muốn sạc năng lượng mặt trời thì mình găm điện bằng cái sạc nhá, bằng cái cổng USB mà, bằng dây sạc này qua củ sạc điện thoại cho em nhá. Rồi ngày hôm nay với một cái siêu phẩm như này thì em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình ấy với một cái giá là cực kỳ là đẹp luôn nhá, 140.000, đấy, 140.000. Anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm đến mẫu đèn pin này thì alo cho em nhá. Em về là cái màu kéo quý vị nhé, kéo SK5, hai hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn quý vị nhé. Đây là cái màu kéo SK5 này, hai hàng Japan nhé, hàng được khắc chữ trên máy luôn, trên kéo luôn này. Hai cáng này là cáng nhôm đúc nhé, cáng nhôm đúc siêu nhẹ luôn, siêu ngon luôn nhé. Này, thép thì thép siêu cứng cho em này, hai hàng siêu bén nhá. Rồi vít inox này cực kỳ ok luôn nhé. Hàng này thì đảm bảo chất lượng cao cho toàn thể quý bà con của bạn mình. Nhưng mà cái giá thì phải nói là cực kỳ là rẻ luôn nhá. Rồi, ngày hôm nay em sale với giá chỉ có 25.000 một cái thôi. Nha, màu bạc cho em nhá, màu bạc cho em này, 25.000 một cái. Đấy là quý vị nào lấy 4 cái nhá, 4 cái là 25.000. Còn quý vị nào mà lấy lẻ một cái là 30.000 cho em nhá. Một cái 30.000 mà nếu lấy combo 4 cái sẽ là 100.000 nhá. Ok chưa? Rồi quý vị có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Về số lượng cực kỳ là nhiều luôn. Hôm nay tiếp cho toàn thể quý bà con mình cái sản phẩm nhé. Đây là mẫu T. T này là hàng bậc cao cấp quý vị ơi, à, cực kỳ ngon nhé. Rồi T thì em cùng có T8 này, T10, T8 nhé, T8. T8 thì T8 và T10 thì mỗi thứ là 20 cái 20.000 nhé. 20.000 một cái quý vị ơi. Đấy, T8, T10 nhé, T8 này, T10 hàng cao cấp luôn. Còn T13 và 14, 15 thì mỗi cái là 25.000 quý vị nhé. Mỗi cái là 25.000 này. Đấy, T13, 14, 15 thì 25.000 một cái này. Quý anh chị em bà con của bạn mình có nhu cầu quan tâm về các cái màu T thì alo cho em nhá. Rồi Tấn Phúc liên tiếp cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình một cái màu sản phẩm nhá. Đây là cái bộ chuyển đổi để mình cưa quý vị nhá. Từ mình cưa bàng nhá. Đấy, từ máy mài chuyển sang cưa bàng cho em này. Nhà nào mà có máy mài rồi ấy, bây giờ mình không muốn làm an toàn hơn các cổ, các đồ, các kiểu thì mình mua một cái bộ chuyển đổi cưa như này nhá,
cực kỳ là hay luôn quý vị ơi. Đây, quý vị nhìn thấy chưa, hàng cực kỳ là ngon rồi và xịn sò luôn nha. Rồi ngày hôm nay em sẽ sell cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình ấy với giá chỉ có 130.000 nhá, 130.000 thôi. Hay một cái bộ sản phẩm chuyển đổi nhá, nó là một cái hộp này như này, nó chuyển đổi, nó đầy đủ phụ kiện cho mình luôn, về lắp ghép vào nhá, về mình cắt cho nó an toàn. Đấy, có bảo hộ này, cái này thì có cắt được nghiêng quý vị nhé, đặc biệt là nó cắt được nghiêng này. Đấy, mình mở ra như này nhá, tăng giảm lên xuống và cắt nghiêng, chế độ cắt nghiêng có đầy đủ hết cho quý vị bà con bạc mình luôn nhá. Rồi quý vị bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên thì cái mẫu sản phẩm đây là một cái bình giữ nhiệt nhé, đây là cái mẫu bình giữ nhiệt hàng cao cấp cho em này, inox 2 lớp nhé. Đấy, màu sơn màu cực kỳ đẹp luôn, sơn tĩnh điện cực kỳ đẹp quý vị nhé, có tay quay đeo này, tay cầm nhá, cực kỳ vip luôn, và nắp có lọc rác cho em này, có lọc nhá sạc cho em này, cực kỳ là ngon. Với là cái mẫu này thì dung tích của nó là 1 lít quý vị nhé, dung tích 1 lít cho em này, cao chiều cao nó tầm 28 cm đấy, 28 cm cái chiều cao của nó nhá. Rồi hôm nay em sale với giá chỉ có là 75.000 một bình thôi, 75.000 một bình nhá. À, quý anh chị em bà con gặp anh quan tâm thì ở em nhá. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình ấy một cái sản phẩm nhé. Đây là cái mẫu kìm bấm chết Grossman, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Nha, đây là cái hàng này là gọi là hàng loài 1, hàng đại hàng chữ dập nổi Grossman trên thương mại USA nhé. Rồi hàng này là chất liệu thép CRV gọi là siêu cứng luôn, thép này thép đặc chủng nhé, thép sắt này, sám này, logo ok lắm, CRV nhé, cực kỳ là vip luôn. Đấy, kìm bấm đằng trước này là bấm vào là chết ngay luôn ấy, quý vị ạ. Rồi thanh lý nhé, thanh lý với giá 100.000 một cái thôi quý vị ơi. Ai về số lượng cực kỳ là nhiều, anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo nha. Máy xây dựng Tân Phúc xin kính chào toàn thể quý anh chị em bà con cô bác trên khắp mọi miền tổ quốc nha. Rồi quay trở lại với kênh máy xây dựng Tân Phúc ngày hôm nay. Hãy Tân Phúc sẽ xài sale và xả rẻ một cái số mặt hàng về hàng kim khí nhé, hàng kim khí giá siêu rẻ luôn cho toàn thể quý anh chị em bà con cô bác mình. Rồi chỉ 10.000 nhá, 10.000, 20.000 đã có sử dụng rồi, về dùng rồi nhá. Rồi đầu tiên em sẽ lên cho toàn thể quý anh chị em bà con cô bác mình một cái sản phẩm nhá. Đây là một cái dao cắt rọc giấy này, hàng này là hàng bao xịn luôn, bao ngon nhá. Hàng dao cắt rọc giấy cho em. Đấy, hàng này là bao vip, bao xịn sò. Rồi, hôm nay sẽ sale với giá chỉ có 10.000 một cây thôi. Đấy, 10.000 một cây nhá, số lượng thì bao la, anh nào xị lẻ hay có hết nhá, đầy đủ bạc ngàn chiếc xứ luôn. Rồi, tiếp đến là một cái sản phẩm nữa, đấy là một cái bộ tô vít bộ lục giác nhá, bộ lục giác cho toàn thể quý anh chị em bà con bạn mình này. Một cái bộ lục giác này là giác giác sao, giác bông, giác bi, đây có hai loại luôn nhá. Giác đây là giác bi này, hàng này là hàng ZT, hàng ZT, hàng USA, hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò quý vị nhá. Đấy, được mạ chrome siêu bóng luôn. Đấy, hàng này là chống rỉ dẹt cho em, hàng chất lượng bao xịn sò. Đấy, sale với giá 50.000 một bộ nhá, 50.000 một bộ, hàng ZT USA cho em, này hàng cực kỳ là vip luôn. Đấy, một bộ như vậy là 50.000. Còn anh nào muốn lấy lục giác mà giác bông nhá, bông ấy, đấy bông là 55.000 cho em. Đấy, thì cái màu lục giác bông này ấy là nó là cái màu nhá, thẹp CRV, hai cái màu này là hàng cùng một công ty luôn. Đấy, thẹp CRV siêu cứng, siêu xịn sò cho toàn thể quý vị bà con bạc mình. Đấy, để em bóc ra một bộ đây, bóc ra một bộ cho quý vị nhá. Đây, thẹp CRV này nhá, đấy, nói như nào là có như đấy nhá. Đấy, được dập nổi trên trên thân luôn, này cực kỳ là xịn sò luôn. Siêu bóng bẩy luôn nhá, chống rỉ rạch cực kỳ là vip luôn, siêu cứng luôn, những cái đầu này nó tôi bao cứng luôn, bao xịn sò. Đấy, chỉ có 55.000 một bộ nhá, 55.000 một bộ là lục giác bông cho em này. Rồi tiếp đến là cái bộ một cái sản phẩm nữa, đây là một cái cây tô vít, đây là cái mẫu tô vít tăng giảm quý vị nhá, tô vít tăng giảm này, tô vít này là mình có cái lỗ bên luôn, đấy, có thể là dùng bằng trợ lực, bằng tay, bằng chữ L, cần chữ L, chữ T như này. Mình khi mình siết mình vặn cho nó có lực nha. Còn không ấy là nó là tăng giảm quý vị nhá. Có thể rút cái đầu này ra. Đấy, mình có thể rút ra. Rút cái đầu này ra nhá. Đây, rút ra và mình giặt lên đây này. Nó là tăng giảm cho em nhé, nó là tăng giảm này, cực kỳ. Mình nhấn cái nút này vào nhá, nhấn nút vào. Đấy, nhấn nút vào cho nó vào. Ok chưa? Đấy. Em một tay nhá. Đấy, một tay cho nên nó có thể tăng giảm được nhá, tăng giảm được cho em. Đây, em vào đây nhá. Đây, cực kỳ là ngon luôn, tăng giảm thoải mái luôn nhá. Đấy, hai đầu luôn. Đấy, sell nhá, sell giá xỉ lẻ bao luôn này.
10.000 đồng một cây nhé, 10.000 một cây thôi, giá phải nói là siêu rót, siêu rẻ luôn. Rồi đến đi sản phẩm tiếp theo này là một cái kéo. Cái kéo này là kéo tỉa. Kéo tỉa bấm chồi. Đấy, bấm chồi chồi non ấy, chồi cành ấy. Đấy, chồi cành non, chồi lá cực kỳ là đẹp đúng nhá. Rồi, nhỏ gọn siêu đẹp như này, đấy, có lò xo tăng giảm như này, cực kỳ vip nhá. Rồi, bác nào cắt lông mũi cũng cắt được luôn, tỉa lông mũi cũng tỉa được luôn nhá. Rồi, hàng là bao ngon rồi, đấy, hàng là hàng nội địa Taiwan. Nội địa Taiwan nhá, được dập nổi cho như này. À, công nghệ thì nó cấp công nghệ đấy là liên doanh Việt Taiwan, Nhật Taiwan nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn, đấy, hàng liên doanh như này. Rồi, sale với giá chỉ có là 55.000 nhá, 55.000 một cây. Đấy, cực kỳ là ngon nhá. 55.000 nhá. Anh nào mốc được thì alo cho em này. Rồi, tiếp đến là cái bộ sản phẩm một cây thước mét nhá, một cái cây thước mét cho em này. Thước mét này là thước mét hai đầu. À, thước mét hai mặt nhầm nhá, thước mét hai mặt cho em. Có lỗ bang luôn. Đấy, một đầu một mặt là lỗ bang nhá. Anh nào có cần lỗ bang thì mình theo cái chế độ phong thủy ấy thì có lỗ bang đằng sau này. Còn trước này là thường, số lớn cho dễ nhìn nhá. Rồi, thước 7,5 m quý vị nhá. Thước 7,5 m cho em. Hàng này là bao xịn sò rồi. Đấy, hàng này là bao có bọc cao su bên ngoài này, hay chống vỡ này. Cực kỳ là đẹp nhá. Rồi, 55.000 một sản phẩm quý vị nhá. 55.000 một sản phẩm. Quý anh chị em bà các bạn mình có nhu cầu quan tâm thì cứ alo cho em nhá. Xì lệ đầy đủ hết. Em lên tiếp một cái mẫu sản phẩm đấy là cái máy mài khuôn, mài lụa mini cho toàn thể quý anh chị em bà con quảng mình nhá. Đây, và phụ kiện theo kèm của mỗi nó là gồm có 100 món chi tiết theo kèm quý vị nhá. Đây, đấy, gồm có mùi khoang này, mùi đá, đá mài, đá cắt, đá gầu các kiểu đầy đủ như này. Thì cái sản phẩm này là hàng của Thái Lan nhé, hàng của Thái Lan. Bởi nhập khẩu bởi công ty Anh Phát nhá. Đấy, tem chống hàng giả cực kỳ là ngon này. Nha, có điều chỉnh tốc cho quý vị này. Đấy, có điều chỉnh tốc 6 số nhá. Thang ngoài này cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, mài khuôn mài lụa mini có dây là nối dài để mình mài những cái con ngóc hết đằng trong này. Đấy, mài ấy này mình nối theo nhá và các đầu nối theo kèm. Các cái đầu này, đấy nhá, các đầu kẹp theo kèm rất chi là đầy đủ luôn. Thì ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có 450.000 thôi. 450.000 một cái sản phẩm như này nhá. Đấy, 100 món chi tiết theo kèm như này. Mài khuôn mài lụa này hàng nhập khẩu Thái Lan cực kỳ là xịn sò. Đấy, quý anh chị em bà con bạn cần quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp với hộ sản phẩm bào rau củ quả nhé. Đây là một cái vị dao gọt hai mặt này, hay dao gọt rau củ quả này, bào củ quả nhé. Và cái mẫu làm như những cái không hình nhé, cực kỳ là đẹp luôn. Hay mình cắt gọt tỉa hoa quả cực kỳ là xịn sò nhá. Đây là hàng cao cấp luôn, hàng cao cấp cho toàn thể quý vị mình nhá. Inox chống rỉ rác này, hàng cực kỳ là vip rồi. Rồi ngày hôm nay em sẽ sale vào một cái bộ com lê như này với giá chỉ có 50.000 quý vị nhá, 50.000. Đấy, quý anh chị em bà con hoặc mình ấy quan tâm thì alo cho em nhá. Sản phẩm bao chất lượng cho quý vị bà con hoặc mình xài nhá. Em lên tiếp cái bộ đầu khẩu cho toàn thể quý anh chị em bà con bạn. Đây là cái mẫu khẩu dài cao cấp nhá. Đấy, dài 8 phân này. Cái hàng cực kỳ là xịn sò luôn, bao dài dằng nhá, bao ngon. Và tặng kèm theo một cái hộp mở để bảo dưỡng máy này, một cái đầu chuyền này. Đấy, một cái đầu chuyền này, đầu chuyền này mà quý vị đi ra ngoài mua tầm còn 100.000 này nhá. Đấy, đầu này là đầu khoang kẹp autolock 10 ly nhá. Rồi, tặng kèm theo một cái để chuyển qua mình bu lông. Đấy, mình khoang này. Và một cái đầu chuyền này mình dắt vít vào không bị rơi rớt này. Đấy, đây là khẩu đầu 1/2 trong 1 nhá, cực kỳ ngon luôn. Đấy, 1/2 ấy. Và đây là gồm có 6 cái đầu khẩu như này nhé, 6 cái đầu khẩu dài này gồm có là 14, 17, 18, 19, 21 và 22 nhé. Đấy, cực kỳ là xịn sò như này. Hôm nay em sale với giá chỉ có 125.000 nhé, 125.000. Đấy, số lượng thì rất là nhiều, quý anh chị em bà con của bà mình quan tâm thì ơi em nhé. Nó nằm tròn trong một cái bịch như này nhé. Đấy, cực kỳ là vip chưa. Em lên cái màu cao dáng vai gáy nhé. Bác nào mà thường xuyên đau vai gáy này, mời mọi cổ mọi lưng này, đấy, hoặc là đau cổ tay cổ chân thì mua một cái hộp này về dán nhé. Đây là cao dán vai gáy ngải cứu cho em, gồm có một cái hình như này, nó rất là dễ dán, dán ở đâu cái vị trí nào cũng nó có thể cong queo cũng được nhá, rất chi là dễ này. Và nó là độ bám rất chi là cao và cái ngải cứu này nó rất là nóng nhá. Rồi, với là một hộp như này gồm có 12 miếng cho em này, hôm nay em sale cho tất cả quý bà con các bác mình về xài với giá chỉ có 20.000 đồng một hộp nhá, 20.000 đồng một hộp thôi. Em lên cái bộ đèn pin mini cho quý bà con của bác mình nha.
Rồi, đây là một cái mẫu đèn pin mini hàng Nhật xịn sò cho em nhé. Rồi, nó là dòng mini nhưng mà nó đầy đủ chức năng luôn. Đây, một cái tính năng cực kỳ là xịn sò nha. Rồi, có móc gài áo này, có khuy gài áo cái quần nha. Rồi, cực kỳ là đẹp rồi. Nó là có thể tăng giảm xa gần luôn nha. Rồi, siêu sáng này, với một cái chất lượng mini đèn siêu sáng, nó có nhiều, có thể rọi xa này nha. À, phóng to thu nhỏ cho tùy thủy cho mình nha. Gần thì mình phóng to ra mà xa thì mình có thể nhom nhỏ lại để phóng xa nha. Đây là tính năng đầu tiên. Tính năng thứ hai là mình có thể là đấy, đèn bên đông khi cấp điện này, cần cái đồ sáng rồng này, mình có thể nhá, với một cái bóng đèn LED siêu sáng như này, nó siêu sáng như quý vị nhá, nó đấy, siêu tiết kiệm điện luôn. Rồi có thêm một cái tính năng nữa đấy là nhấp nháy để báo hiệu sự cố cho em nhé. Rồi. Này xin lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình ấy, với được cái giá cực kỳ đẹp luôn nhá. 40.000 một cái cho em. Với giá chỉ có 40.000 thôi, có kèm theo dây sạc cho nó này. Nó nằm trong một cái hộp nhựa nhá, siêu chất lượng như này. Rồi quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Xin lên một cái tuyệt phẩm cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác. Cô chú anh thì thường xuyên hay uống nước chè này, nước sôi ấm này và nước chè xanh nhá. Rồi một cái bình dung tích 2 lít này. Cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đây là hai lớp luôn, hai giữ nhiệt. Giữ nhiệt cực kỳ là ok luôn nhá. Hai giữ nhiệt, bao cho giữ nhiệt. Đấy, cả ngày thoải mái cho em nhé. Hai lớp inox cực kỳ là dài dặn luôn. Hàng cực kỳ là chắc chắn và xịn sò nhá. Rồi, đấy có nắp đầy như này và lúc nào mình sử dụng thì mình nhấn cái nút này lên nhá là mình nó sẽ tải nước ok. Còn bình thường mình mở ra thì này sẽ đóng lại nhá. Cực kỳ là đẹp luôn. Với dung tích 2 lít ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có 150.000 thôi nhá. 150.000 một cái bình như này quá tuyệt vời, quá đẹp và quá chất lượng luôn. Quý anh chị em bà con bạc mình ấy, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp tục em lên cái mã sản phẩm bình xịt nhá, bình xịt cho toàn thể quý vị mình này. Đây là cái mẫu bình xịt phun thuốc trừ sâu này, hay là bơm nước cho hoa, cho lan này, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đây là mẫu này mà hàng cao cấp, cực kỳ là xịn sò cho em. Bình cực kỳ dài dằng, bà nén hơi cực kỳ là khỏe luôn. Với cái mẫu này là dung tích 2 lít nhá. Ngày hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 60.000 một bình cho em này. Hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, bình cực kỳ dài dằng nhá. 60.000 một bình cho em. Đấy, quý vị bà con của bà mình quan tâm thì alo nhá. Rồi, tiếp theo giới thiệu cho quý bà con của bà anh chị em mình ấy là một cái mẫu sản phẩm nhá. Hôm nay một cái mẫu thước kẹp cơ này. Hàng cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Đấy, hàng này là nó cái được kích thước của nó là 150mm nhá. Rồi, này, hàng này là bao chuẩn, bao chỉnh luôn, thưa kẹp cơ. Đấy, hàng điện tử thì mình xài có thể nó bị sai số, nhưng cái này không bao giờ bị sai số nhá, quý vị nhá. Đấy, đó ngức khẳng trên này rồi, và nó được khớp âm nhá. Đấy, được khớp âm nhá, không phải sơn đâu, này khớp âm trong này. Mình mua một cái thước như này mình có thể xài cả đời quý vị nhá. Một cái mẫu cây thưa kẹp cơ này, hàng bao chất lượng, bao xịn sò như này. Đấy, em thanh lý với giá chỉ có là 120.000 thôi. 120.000 quý vị nhá. Đấy, anh chị em bà con của bạn mình đấy có nhu cầu thì alo cho em nhá. Tiếp theo nay về thêm cái màu hút xăng hút dầu cho toàn thể quý bà con của bạn mình, anh chị em mình này. Hay đặc biệt những các anh nhá, hay thường xuyên chơi rìu này hoặc đi xa hay chuyển đổi xăng dầu thì mình nên mua một cái này về này, để trong nhà cực kỳ hay luôn nhá. Rồi, một cái này thì nó chỉ cần lắp hai cái dây hai đầu mình bóp là nó sẽ tự hút cho mình nhá. Hút xăng, hút dầu, chuyển rìu từ bình này sang bình khác không bị đổ vỡ gì hết, cực kỳ là ngon nha. Đấy, thanh lý với giá chỉ có là 35.000 thôi. Đấy, 35.000 một cái nha. Đấy, quý anh chị em bà con của bạc mình là ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Rồi, tiếp theo quý vị nha. Đấy, chiều mình là nhớ chiều này. Đấy, cả nhà cùng nhau ăn đồ nướng này. Cực kỳ một cái, em về cái mẫu sản phẩm bếp nướng điện quý vị nha. Cực kỳ là đẹp luôn, cực kỳ là hay nha. Rồi, có điều chỉnh nhiệt độ nhé, điều chỉnh nhiệt độ cho mình luôn, có đèn báo này, có đèn nhé, kim điện 220 quý vị nhé, kim điện 220. Đấy, và cái đây là cái vỉ nướng, còn quý vị nào mà muốn ấy hơn thì mua cái vỉ dài dằng hơn. Đấy, còn đây là cái lò xo để nướng nhé, hai bên cực kỳ, cái đây là các chân đầy đủ như này, có khăn, có cái khay đựng dầu, đựng mỡ dưới này nhá, cực kỳ là ok luôn. Rồi, em thanh lý với giá chỉ có 200.000 thôi, cái bộ này em thanh lý giá 200.000 nhá. Rồi, mình có nhu cầu thì alo cho em này. Hãy múc nhanh này về ăn đồ nướng quý vị nha. Xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị em, bà con cô bác trên mọi miền Tổ quốc nha. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên kênh em ấy sẽ thanh lý một cái mô lô sản phẩm máy mài
góc, xài lưỡi một tấc một quý vị nhé. Đây là một cái mẫu sản phẩm máy mài Liên Doanh Việt Nhật hàng cao cấp, bao chân chuyển công trình, đấy, bao cày kéo gia đình công trình em bao tất nha. Và đặc biệt cái mẫu sản phẩm này ấy, là nó có điều chỉnh tốc, đấy, nó đều có điều chỉnh tốc quý vị nhé. Đây, mình muốn nhanh thì nhanh, chậm thì chậm thì nó nằm ở đây nhá. Rồi và nó thang ngoài rất chi là dễ thay thế này, công tắc bóp nha. Đấy, gia đình công trình gì dễ xài cũng ok hết nhá. Rồi, máy thì bao khỏe, bao chất lượng rồi. Thì nó cái công suất của nó lên đến là 850W nhá. Đấy, vòng tua của nó thì đã cực kỳ cao rồi, 11 12.000 vòng trên 1 phút nhá. Và nó là xài lưỡi một tấc một cho em này. Đấy, đó là những cái chi tiết về máy móc này. Và đây, ngày hôm nay có nhiều bác cái hỏi máy này là dây đồng hay dây nhôm, thì ngày hôm nay em đã bóc tách ra luôn cho quý vị cùng xem này. Đây là cái dòng sản phẩm bao chất lượng cho toàn thể quý mình, quý vị mình yên tâm mà xài nhá. Rồi, đầu tiên đây là một cái đầu, cái đồ riêng, nhìn cái mở của nó này, đây là một cái dòng mở chiều nhiệt cao nha. Mở này bình thường là mở bò màu vàng nhá, còn cái đây là cái mở này là mở trắng, mở này là mở chất lượng cao, mở siêu chiều nhiệt đấy, chiều nhiệt lên đến tầng 1200 độ C đấy, cực kỳ là xịn sò luôn, nó không bị tan chảy nhá, cho nên mình cứ xài thoải mái, cực kỳ là ngon rồi. Đấy là đầu tiên là một cái như vậy. Và thứ hai, đây là cái bộ rotor. Đấy, bộ rotor của nó này. Đấy, chưa? Được đan này, được đan và chằng dây cực kỳ keo. Keo chống cắt điện cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Bi bạc cổ gọp này, siêu dài luôn nhá. Cổ gọp này siêu dài luôn. Rồi, hàng là cực kỳ cao cấp, rotor được đấy, rồi dây chụp nội trừ in ấn cực kỳ là ok này. Đấy, nhung này. Cái bộ nhung của nó là làm bằng thép này. Thép này là thép siêu cứng nhá, cho nên mình xài bao chất lượng luôn nhé, không phải lo bà nghĩ hết. Và dây đồng 100% tuyệt đối quý vị ơi. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, em là mở bên trong cho quý vị mở ra để xem luôn. Nhiều bác nói dây đồng hay nhôm, bây giờ em là mở ra chính thức cho quý vị mình cùng xem là như này nha. Và phụ kiện theo kèm của nó này là tay cầm này, khóa mở này, lá trắng này. Đấy, và được tặng kèm theo một cái cặp chổi thang chính hãng theo máy nhá, cặp chổi thang chính hãng theo máy. Ngoài cái cặp chổi thang ở theo máy rồi, nó còn được càng kèm theo một cặp chổi thang như này nữa, là quý vị cứ xài thoải mái đấy, và cực kỳ dễ thay thế này. Thang là thang ngoài nhá, mình có thể sử dụng hết là mình có thể mở ra đấy, rất chi là dễ dàng này nhá, để thay thế cho em này. Và ngày hôm nay bên kênh em sẽ tặng kèm theo cho quý vị mình mua một máy mà tặng kèm 3 sản phẩm nhá. Đấy, 3 cái lưỡi cắt đá này, 3 cái lưỡi cắt đá cho em này, và một cái bút thông mạch này. Bút này là bút đo thông mạch cho em này, bút điện tử nhá, đo thông mạch cực kỳ ok nhá. Đấy, mình dây giờ ở trong tường mà đất thì mình có thể rò được nhá, cực kỳ là ngon. Đấy, có dây nóng là nó sẽ hiện lên màu đỏ, còn bình thường nó sẽ màu xanh. Đấy, và một cái cây tô vít tăng giảm, tô vít này tô vít tăng giảm quý vị nhá, có thể tăng dài ngắn này. Đấy, và nó là tô vít hai đầu. Đấy, được tặng kèm theo 3 chi tiết như vậy, 3 sản phẩm như vậy quý vị nhá. Và ngày hôm nay bên kênh của em chị thanh lý với cái giá sản phẩm không thay đổi nhá, 350.000, và được tặng kèm theo rất chi là nhiều sản phẩm cho em này nhá. Đấy, còn mấy chục con thôi, em thanh lý nốt cái lô này để em về nhập cái lô mới. Cho nên quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Tiếp tục ngày hôm nay có một cái lô sản phẩm này nhá. Đây là cái màu kéo, kéo này là kéo đa năng. Đấy, có thể đánh vảy cá này, có thể mở hộp này, đấy, mở thịt hộp nhá. Rồi, cái màu kéo này là kéo siêu xịn sò luôn, kéo nhật xịn cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đa năng với giá chỉ có 80.000 thôi, hàng Japan. Đây, 80.000 một cái này. Đấy, mua về mà sử dụng nhà bếp cắt gì cũng được thì quý vị ơi, cực kỳ là ngon luôn nhá. Cực kỳ dài dằng và xịn sò luôn. Nay em có về thêm một cái lô sản phẩm mà bút làm dấu nhá, bút làm dấu cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này. Đây là mình làm bằng tay bằng cơ nhá. Và đây là cái mẫu sản phẩm bút làm dấu bằng đồng nhá. Đấy, hàng nội địa siêu xịn sò luôn. Đấy, hàng bại nội địa cực kỳ là ngon nhá. Và cái đầu này là đầu thép siêu cứng này nhá, nó sẽ làm được trên tất cả các vật liệu này. Đấy, sắt này, nhôm này, gỗ này. Mình cần khoan cái mình làm dấu để định vị cái điểm cho nó chính xác ấy thì mình sử dụng nhá, cực kỳ là ngon luôn. Và bây giờ em sẽ test thực tế vào cái vật liệu sắt hộp này, dày 1.4 ly này, siêu ngon nhá. Rồi, bây giờ em sẽ test thực tế cho quý vị cùng xem luôn nhá. Đấy, nổ cực kỳ là sướng luôn quý vị nhá, và có dấu này nhá, có dấu nhá. Nếu như mình thấy mờ thì mình có thể làm lần 2-3 cái này. Đấy, mình lên. Đó, mình làm chơi một cái nữa thì quý vị nhìn thấy nhá, cực kỳ là ok luôn.
khoan không bao giờ bị lệch tâm nha. Và ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạn mình với giá chỉ có 50.000 một cái thôi. Hàng Nhật nội địa cực kỳ xịn sò nha. Chào toàn thể anh em nha. Đấy, ngày hôm nay bên em có về một cái lô sản phẩm, đây là một cái màu khoang pin đầu 13 ly quý vị nhá. Đấy, màu khoang pin 13 ly này. Đây, hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, đây là cái đầu kẹp Autolux nhá. Và nó là 20 cấp độ trượt. Nó có 3 chế độ cho em này. Đấy, búa, chế độ búa thì mình khoang tường này nhá. Chế độ khoang này, khoang sắt, khoang gỗ, bắn tôn, bắn vít thì chơi cái ngực này cho em này. Và đây là cái chế độ này thì bằng bắn những con vít nhẹ nhá. Cho em này, bắn nhựa như vậy, thật cao nhựa nhá. Và có hai chế độ nhanh chậm trên thân máy này. Dòng motor từ bootleg không thang nhá. Đấy, và pin của nó là pin 10 cell này. Hai quả pin dung lượng lớn cho em này, sạc bằng nhanh này, hộp đựng theo kèm. Đấy, có tay cầm theo kèm luôn, cực kỳ là xịn sò nhá. Và bây giờ em sẽ test thử con máy này cho mình xem nhá. Vào những cái vật liệu. Đấy, vào những cái vật liệu. Đầu tiên là vít băng gỗ nhá, dài 10 phân này nhá. Đây, cái này lắp sẵn rồi. Đấy, vít băng gỗ dài 10 phân cho em này. Đấy, bắn xuyên luôn nhá. Bắn thử xem như nó như nào đây. Đấy, vít nghe nhẹ nhàng, cực kỳ là sướng luôn nhá. Đấy, ba cái mẫu này thì em bao cho toàn thể quý anh chị em bà con của mình đấy. Là làm thờ mộc này, làm xây dựng này, à, khoang sắt, khoang gỗ, bắn tôn, bắn vít thì khoang tường. Em bao nhá, cực kỳ là khỏe luôn. Hàng bao chất lượng và bên em là có giá thì chỉ có là 760.000 thôi. Một cái dòng sản phẩm như này 760.000 quý vị nhá. Đây là sở hữu được một con máy bao chất lượng, bao xịn sò như này. Anh chị em bà con hoặc mình ai có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em lại về thêm một cái dòng sản phẩm nữa. Đây là một cái mẫu đèn bảo. Đấy, cái bà hay đèn bảo này thì quý vị đã sử dụng rồi thì nói chung là rất chi là sự mê ly luôn nhá. Rồi, riêng cái dòng sản phẩm này thì nó là có một cái hiệu năng rất chi là cao. Đó là mình có thể sạc bằng năng lượng mặt trời cho em nhá. Sạc bằng năng lượng mặt trời như này. Và mua gì cũng là ok hết. Và có thể có khả năng tích điện và nó có thể chuyển qua mình cổng USB để mình sạc điện thoại khi cấp điện nhá. Đấy, và cái này có thể nạp bằng năng lượng mặt trời cho nên cứ yên tâm mà sử dụng quý vị nhá. Và nó là có hai chế độ cho em. Đấy, một chế độ như này là đèn như này. Đấy, đèn mình rút lên là đèn và khi mình đóng lại là như này nhá. Đóng lại thì nó sẽ tắt. Và thêm một chế độ nữa là quạt cho em. Đấy, giả chiến cực kỳ là hay nhá. Quạt giả chiến này. Đấy, nó xài cực kỳ nhiều chức năng. Và thêm có thêm một chế độ nữa là mình có thể lắp pin tiểu. Đấy, cái quả pin mà nhỏ ấy, 1,5V ấy, thì ba quả pin vào đây là mình có thể sử dụng ok luôn. Thì ngày hôm nay trên kênh em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạn mình sử dụng với mức giá chỉ có 100.000 thôi nhá. 100.000 một cái thôi. Ai giá quá rẻ, quá bèo nhèo. Đây là hàng nói chung là ngon, đỉnh cho toàn thể quý vị bà con và mình sử dụng nhá.